Xin kính chào anh chị. Rất nhiều anh chị quan tâm đến những cái cổ phiếu mà có cái triển vọng kinh doanh tốt trong giữa năm 2022 này. Chính vì thế hôm nay là tôi sẽ thay mặt AZFIN cập nhật cái kết quả kinh doanh của hai cái doanh nghiệp. Đó là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp PNG và FPT, là hai trong số những cái doanh nghiệp có thể nói là có cái hoạt động kinh doanh tốt nhất trong các blue chip ở thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2022 này. Vậy nội dung sẽ có gì? Thì sau đây chúng ta sẽ đi cùng vào chi tiết. Đầu tiên thì tổng quan qua một chút về PNG. Thì đây là một cái công ty vừa sản xuất vừa bán lẻ, chủ yếu là liên quan đến trang sức. Bên cạnh đó thì cũng có một phần bán buôn, đúng không ạ? Thì cái trang sức vàng chiếm chủ đạo, rồi trang sức bạc thì cũng gọi là minh họa thêm, vàng miếng thì cũng gọi là có cái doanh số cao thôi chứ biên lợi nhuận đóng góp không đáng kể. Bên cạnh đó thì có các cái sản phẩm khác như là các cái quà tặng được thiết kế bằng vàng, rồi là liên quan đến đồng hồ, đó là những cái mảng phụ khác. Cái hệ thống cửa hàng trên toàn quốc của PNG là 346 cửa hàng, thì trong đó chủ yếu là cái cửa hàng PNG Gold, thì nó bán vàng miếng, bán trang sức ở đây. Còn lại thì các cái cửa hàng khác thì nó đóng góp không đáng kể, không đáng kể. Thì lũy kế 5 tháng thì hệ thống PNG có mở mới 12 cửa hàng, trong đó có 11 Gold và một Style by PNG. Đóng 8 cửa hàng thì trong đó có 3 cửa hàng vàng và 5 cửa hàng bạc, và nâng cấp 10 cửa hàng. Như vậy có thể nói là trong 5 tháng đầu năm 2022 thì về cơ bản nó cũng thêm không quá nhiều cửa hàng, rất nhỏ, thêm một vài cửa hàng trên tổng quy mô lên đến hơn 300, đúng không ạ? Tức là cái tỷ lệ thêm cửa hàng đâu đó chỉ khoảng 2% thôi. Và tính đến cuối tháng 5 2022 thì hệ thống PNG như đã nói có đầy đủ 346 cửa hàng như trên, đúng không ạ? Đó. Tiếp theo là về cái vấn đề là đánh giá tài chính, kết quả kinh doanh trong 5 tháng đầu năm. Thì PNG cùng với FPT là hai trong số rất hiếm các cái doanh nghiệp có công bố cái báo cáo kết quả kinh doanh theo tháng. Thì ở đây chúng ta có thể thấy trong 5 tháng đầu năm năm 2022 thì doanh thu thuần nó đạt tới 15.583 tỷ đồng, tăng 46,6% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận gộp thì đạt 2.779 tỷ đồng, tăng 41,9%. Rồi là lợi nhuận sau thuế thì đạt 1.006 tỷ đồng, tăng 46,9%. Đúng không ạ? Thì đấy là một cái mức tăng trưởng có thể nói là rất ấn tượng, rất ấn tượng. Nếu mà so với cái kế hoạch thì doanh thu hoàn thành 60,3% chỉ sau 5 tháng. Lợi nhuận sau thuế thì hoàn thành tới 76,5% sau 5 tháng đầu năm mà thôi. Thì có thể nói là kết quả kinh doanh rất ấn tượng. Và thực sự với cái số lượng cửa hàng tăng lên có ít như vậy mà kết quả kinh doanh rất ấn tượng như vậy thì đặt ra rất nhiều câu hỏi để chúng ta nghiên cứu, chúng ta tìm hiểu kỹ hơn. Thì trước tiên về cơ cấu tăng trưởng doanh thu của PNG thì bán lẻ thì tăng trưởng tới 51,3%, bán buôn thì tăng 17,5%, vàng miếng thì tăng 59,4%, khác thì bị giảm. Thì chúng ta có thể thấy rằng cái đóng góp chính của PNG đó chính là bán lẻ và có cái sự tăng trưởng rất ấn tượng. Bán sỉ thì đóng góp khá nhỏ và biên lợi nhuận nó cũng cực thấp nữa. Vàng miếng thì biên lợi nhuận cũng rất thấp, có thể nói là bán lẻ gần như quyết định lợi nhuận của PNG. PNG. Tiếp theo là về đánh giá rủi ro cơ hội như thế nào. Thì trước tiên để có thể đánh giá rủi ro cơ hội thì chúng ta cần phải đánh giá cái kết quả kinh doanh 5 tháng của PNG. Có thể thấy rằng cái công ty này có cái tăng trưởng lợi nhuận rất ấn tượng hơn 50%. Nguyên nhân trong khi số lượng cửa hàng tăng rất nhẹ. Nhiều người cho rằng là sau phục hồi Covid, đúng không? Nhưng thực tế thì không hẳn vậy. Để có được cái kết quả kinh doanh rất ấn tượng như vậy, một phần nhỏ là do năm trước bị Covid tiêu thụ có thể kém một chút. Nhưng phần lớn nó lại do cái vấn đề PNG đã chuyển giao thế hệ thành công vượt kỳ vọng. Có thể nói rằng là cái việc là chuyển cái vị trí tổng giám đốc từ chị Dung cho anh Thông cho một cái thế hệ mới trẻ,
năng động, và phải nói là đây là một cái sự kết hợp như đường và sữa, rất là ăn khớp nhau. Nó bổ sung được những cái gì chị Dung thiếu. Ví dụ chị Dung là một người rất là có uy tín, kinh nghiệm trong cái quản lý, quan quản trị, điều hành kinh doanh, nhưng anh Thông lại có cái sự đổi mới về công nghệ, áp dụng các cái phương pháp quản trị vào rất tốt, họ bổ sung cho nhau. Chính vì thế nó đã phát huy tác dụng rất mạnh sau một quá trình xây dựng vài năm qua. Thì cái trong số đó thì có cái chuyển đổi số, nó đã phát huy tác dụng hiệu quả rất cao. Chúng ta có thể thấy rất đơn giản về cái vấn đề như là số lượng cửa hàng thì mở thì không nhiều, doanh số thì tăng rất mạnh. Rồi ngay cả cái việc là liên quan đến cái tiết giảm được cái chi phí nữa, cũng rất tốt. Rồi là cái chiến lược marketing của P&G nó thành công ngoài mong đợi, tức là nó kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Đó. Chính vì thế các anh chị có thể đấy, như đã nói, cửa hàng tăng có vài phần trăm thôi, nhưng mà doanh số có thể tăng gấp rưỡi. Và từ nay trở đi, từ 2022 trở đi, thì P&G sẽ tăng trưởng và phát triển rất mạnh, mà không phải phụ thuộc vào số lượng cửa hàng vật lý nữa rồi. Về cơ bản độ phủ nó ok. Hiện nay là nó sẽ ứng dụng công nghệ vào phân tích dữ liệu lớn, rồi là ứng dụng công nghệ vào việc marketing làm sao cho nó đúng đối tượng, thì từ đó cái hiệu quả nó rất cao. Thì đấy là cái thành quả của những năm vừa qua P&G thay đổi, đúng không ạ? Về phần rủi ro hay cơ hội thì định giá đến ngày 26 tháng 4 năm 2022 thì PE hiện tại là khoảng 23,7 lần, là một mức cũng tương đối cao, đúng không ạ? Tương đối cao. Nhưng mà dự phóng lợi nhuận sau thuế năm 2022 thì đạt từ 1.900 đến 2.250 tỷ. Tức là P&G năm nay lợi nhuận có thể tăng gấp đôi so với 2021. Thì như vậy cái PE dự phóng cho năm 2022 chỉ độ 10, chưa đến 15 lần. Thì là một cái mức thấp hơn trung bình trong lịch sử của P&G. Vậy nó có phải là cơ hội không? Thì nếu mà với cái định giá này ấy, so sánh tương quan đối với những cái các cổ phiếu blue chip khác của một số ngành khác, thì thấy rằng định giá của P&G nó không rẻ, không rẻ một chút nào nếu mà so sánh tương quan, hay là so sánh với cái sự sụt giảm của thị trường chứng khoán rất mạnh từ đầu năm đến nay, thì rõ ràng cổ phiếu P&G còn có sự tăng trưởng mạnh, PE thì cao hơn, thì nó không thực sự là hấp dẫn. Nhưng nếu đánh giá độc lập với cái cổ phiếu P&G này một cách toàn diện, đó là cái vị thế đầu ngành, cái lợi thế cạnh tranh mạnh và cái sự tăng trưởng trong tương lai vẫn còn được đánh giá rất cao, thì cổ phiếu này cũng rất hấp dẫn đối với những nhà đầu tư nắm giữ lâu dài và kỳ vọng một cái mức lợi nhuận vừa phải, chứ không phải là kỳ vọng lợi nhuận có thể tăng rất mạnh, rất nhanh nữa. Bởi vì định giá về cơ bản là nó cũng tương đối phù hợp, và lợi nhuận thu được nó đến từ tăng trưởng. Rồi tiếp theo, cái rủi ro đối với đầu tư cổ phiếu P&G này là gì? Đó là rủi ro liên quan đến cái việc ví dụ Mỹ rồi các nước châu Âu thắt chặt tiền tệ, lạm phát cao, từ đó có thể dẫn đến họ bị khủng hoảng. Thì Việt Nam là một cái đất nước có độ mở cao, thành ra sẽ bị liên đới trong cái chuyện này. Từ đó nó có thể làm cái nhu cầu của P&G về cái sản phẩm trang sức là có thể sụt giảm cuối 2022 hoặc đầu 2023. Đó. Tuy vậy thì nhìn tổng quan toàn diện một bức tranh chung, thì cái cơ hội đối với cổ phiếu P&G này nó vẫn sẽ lớn hơn so với cái rủi ro. Nhưng mà anh chị lưu ý rằng cái định giá nếu so sánh tương quan thì nó không phải là hấp dẫn, không phải rẻ. Nhưng nếu mà so đánh giá độc lập nó thì đây là một cái doanh nghiệp gọi là có đắt nhưng sắt ra miệng. Đó, thì trên đây là tôi đã đánh giá về P&G. Tiếp theo một cổ phiếu, một doanh nghiệp cũng rất đáng chú ý khác, đó là FPT. Thì chúng tôi đánh giá rằng đây là hai doanh nghiệp có được cái triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong các cái blue chip ở trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Về FPT thì chúng tôi xin tổng qua thêm một chút, thì đây là một cái tập đoàn về công nghệ và viễn thông, đúng không ạ? Về công nghệ thì nó là số 1 Việt Nam và Đông Nam Á. Về viễn thông thì nó cũng là top 3 hàng đầu ở Việt Nam với cái hiệu quả rất cao, đúng không ạ? Cơ cấu cổ đông thì khối ngoại cũng giống P&G, MWG thì khối ngoại nó luôn nắm 49%, 49%.
Đó, thì cơ cấu doanh thu ở đây có thể đấy, công nghệ chiếm tới 58%, viễn thông 36%, giáo dục đầu tư khoảng 6%. Còn cơ cấu về lợi nhuận trước thuế thì công nghệ chiếm 44%, viễn thông 39%, giáo dục đầu tư khác chiếm 17%. Thì chính vì thế cho nên gọi nó là tập đoàn công nghệ viễn thông là một cái điều rất là phù hợp, rất là đúng. Trước đây thì khi còn cái mảng bán lẻ thì nhiều khi cái doanh thu bán lẻ còn lớn hơn cơ, thì người ta bị hiểu lệch lạc đi về FPT. Tiếp theo thì về cái tình hình kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm thì doanh thu tập đoàn tăng trưởng 28,3%, lợi nhuận trước thuế thì tăng trưởng 24,7% và lợi nhuận sau thuế tập đoàn tăng 30,6%. Chúng ta có thể thấy là một cái kết quả kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng với một cái quy mô của FPT cũng tương đối lớn. Thì cái việc tăng trưởng này nó đến chủ yếu từ cái mảng công nghệ. Mảng này tăng trưởng rất mạnh, rất mạnh. Nếu mà tính doanh thu ấy thì nó tăng trưởng có 23,5% thôi. Một trong những nguyên nhân khiến cho cái tăng trưởng của công nghệ có 23,5% đạt 23,5% là do ở bên Nhật cái đồng yên Nhật đã giảm khoảng 15-16% so với Việt Nam đồng. Chính vì thế cho nên doanh thu ở bên Nhật rõ ràng là nó tăng 20% đối với đồng yên, nhưng mà về Việt Nam nó chỉ còn tăng có hơn 5% thôi. Còn ở thị trường Mỹ và châu Á, Thái Bình Dương thì đều có mức tăng trưởng trên 50%. Đó, thì nhìn chung mảng công nghệ tăng 23,5%. Rồi tiếp theo mảng viễn thông thì doanh thu tăng 15,2%. Còn mảng giáo dục đầu tư thì tăng 54,1%. Còn lợi nhuận trước thuế theo khối thì khối công nghệ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất là 1.342 tỷ, tăng 23,4%. Đó, 23,4. Khối viễn thông thì 1.181 thì tăng 19,2%. Còn khối giáo dục đầu tư thì đạt 506 tỷ, tăng 44,5%. Đó, thì kết quả kinh doanh toàn tập đoàn trong 5 tháng đầu năm thì tăng trưởng ở mức gọi rất cao, cao hơn khá nhiều so với những cái ước toán, ước tính dự báo ban đầu của chúng tôi. Và cái lợi nhuận sau thuế của tập đoàn này thuộc cổ đông công ty mẹ nó tăng tới 33-34%, rất cao. Nguyên nhân đến từ cái lợi nhuận của khối công nghệ thì lại toàn thuộc công ty mẹ 100%, còn khối viễn thông thì chỉ có 49% thôi, đúng không ạ? Giáo dục đầu tư ít. Chính vì thế cho nên lợi nhuận sau thuế thực sự của cổ đông mua cổ phiếu FPT ấy, thì công nghệ đâu đó nó chiếm đến gần 60%, hơn 50%, đúng không ạ? Rồi, thì chúng ta đánh giá về cái khả năng sinh lời của mảng công nghệ. Doanh thu 5 tháng đầu năm đây, đúng không ạ? Nhật Bản thì tăng 20% tính theo đồng nội tệ của Nhật Bản, nhưng quy ra tiền Việt thì tăng đâu có hơn 5% thôi. Còn thị trường Mỹ tăng tới 55,6%, thì đang vươn lên là cái thị trường có quy mô thứ hai rất to, rất lớn, rất nhanh. Và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng Mỹ có thể là một cái thị trường lớn nhất của FPT trong vòng khoảng độ 2 đến 3 năm tới, đúng không ạ? Tiếp theo là cái thị trường châu Âu thì chiếm 8%, còn thị trường châu Á, Thái Bình Dương chiếm 18%, thì cũng tăng trưởng đến 57%, đúng không ạ? Doanh thu chuyển đổi số chiếm chủ đạo trong cái công nghệ thì tăng tới 78%. Vì sao phải tách riêng cái doanh thu từ chuyển đổi số? Bởi vì đây là một cái mảng mới có cái biên lợi nhuận cao nhỏ, thế thành ra nó tăng trưởng rất mạnh này thì nó sẽ đóng góp rất là tốt, dần dần rất tốt, đúng không ạ? Khối lượng các cái đơn hàng kỳ mới này tăng tới 36,6% so với cùng kỳ. Rồi FPT cũng vừa mới khai trương cái văn phòng mới tại New York, Mỹ. Như vừa rồi chúng ta thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Việt Nam đã đến Mỹ và cũng đã đến chứng kiến cái việc khai trương cái văn phòng của FPT tại New York, đúng không ạ? Đó, thì rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Tiếp theo là về cái khả năng sinh lời của khối viễn thông thì cũng khá cao. Thì mảng dịch vụ viễn thông thì chiếm cơ cấu doanh thu thứ hai chỉ sau mảng công nghệ thôi. Đó, thì gần đây thì nhờ cái lợi nhuận từ mảng truyền hình trả tiền, đúng không ạ? FPT đó thì nó đã gia tăng lên, khiến cho cái biên lợi nhuận mảng viễn thông tăng lên rất tốt. Và mảng viễn thông cứ tưởng chừng như nó đã chín muồi đi ngang, nhưng mà thực sự nó đã có sự tăng trưởng rất tốt nhờ một phần cái mảng truyền hình trả tiền. Mảng giáo dục thì cái trường đại học FPT ngày càng nhận được cái sự tin cậy của phụ huynh cũng như học sinh, do nó đảm bảo, gần như đảm bảo được cái công việc đầu ra cho các cái sinh viên. Và cái doanh thu nó mảng này tăng trưởng rất mạnh, 44,5%. Và đại học FPT đang tiến tới là một trong đại học quy mô lớn nhất Việt Nam, với cái số lượng sinh viên quy đổi lên đến cả 100.000, rất là khủng khiếp. Thì đây cũng là một cái mảng mà có cái lợi nhuận rất tốt, cũng như là
có cái sức tăng trưởng rất cao trong tương lai, đúng không ạ? Thì tiếp theo về đánh giá về rủi ro cơ hội, thì dự báo kết quả kinh doanh năm 2022 của FPT sẽ có sự tăng trưởng rất mạnh đến từ một mảng công nghệ thông tin trong nước và nước ngoài đều kỳ vọng có sự tăng trưởng lợi nhuận trước thuế khoảng 25%, mảng viễn thông thì tăng trưởng lợi nhuận khoảng hơn 10%, mảng giáo dục thì tăng trưởng khoảng 30%. Với kịch bản là mảng phần mềm dần lấy lại đà tăng trưởng mạnh trước đó, thì chúng tôi kỳ vọng rằng cái biên lợi nhuận nó cũng sẽ tăng. Từ đó cái lợi nhuận trừ cổ đông không kiểm soát thì có thể đạt từ 5.300 đến 5.500 tỷ, thì cỡ tăng trưởng khoảng độ 22 đến 27%, thì thậm chí còn tăng trưởng mạnh hơn. Thì tại mức giá 85.500 đồng thì PE forward cho hết 2022 là 17.1 lần, 17.1 lần. Nếu mà cái định giá 17.1 này này so với lịch sử của nó thì không rẻ, thậm chí cao hơn rất nhiều. Trung bình trong lịch sử trước đây, trước năm 2019 thì trung bình có khoảng độ PE khoảng độ 10 lần thôi. Nhưng mà giờ cái vị thế mọi thứ nó đã khác rồi, thì PE hiện nay là 17.1 phần lần tính đến hết năm 2022. Thì nếu mà so với tương quan của thị trường chứng khoán vừa giảm rất mạnh thì FPT không rẻ. Hoặc so tương quan với khá nhiều các blue chip khác cũng có sự tăng trưởng tốt thì không quá rẻ. Tuy nhiên nếu mà đứng độc lập với cái lợi thế cạnh tranh rất mạnh trên thế giới cũng như là cái tiềm năng tăng trưởng tốt, sức khỏe tài chính thì gần như là mạnh nhất Việt Nam, thì cái mức định giá lâu dài này vẫn là một mức hấp dẫn nếu mà nhà đầu tư mong muốn đạt được lợi nhuận khoảng độ 15 đến 23% một năm, thì FPT là một cổ phiếu lý tưởng để có thể mua vào những cái lúc giá thị trường có điều chỉnh, có suy giảm, thì đó là một cái cơ hội rất tốt để có thể đầu tư cổ phiếu này. Và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng FPT có thể tăng trưởng ít nhất là trong khoảng độ 4 đến 6 năm nữa với cái tốc độ tăng trưởng hai chữ số. Thì thực tế thì chúng tôi đã theo cổ phiếu này từ 2013 và nhận thấy rằng nó đang ngày càng trưởng thành và phát triển tốt, lợi thế cạnh tranh ngày càng mạnh, mọi thứ nó đang đi rất là đúng hướng, và đây là một cổ phiếu xứng đáng để có thể tích sản lâu dài. Trên đây là những cái đánh giá cập nhật kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm của AGFIN Việt Nam đối với cái cổ phiếu PNG cũng như là FPT. Xin chúc quý vị anh chị có những cái kiến thức hữu ích để đưa vào cái quyết định đầu tư của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.